chở bạn nha. Chiều hôm nay mình đi thăm bé gắn nha bạn. Mình tới địa điểm rồi các bạn ơi. Mới vừa lại thì bị bẫy tập nó lấy hết hai cái các bạn ơi. Coi như là cái luồng bẫy này là mình đặt 20 cái mà thăm 3 chuyến rồi, mất 5 cái. 5 cái với lần này thêm 2 cái nữa là 7 cái đó các bạn. Hai cái đầu tiên vô mất tiêu. Dấu chân này. Cái chân này chấm bẫy hết trơn, không biết có phải đi tìm bẫy của mình hôm nay. Nguy hiểm quá bạn ơi. Đi bẫy nhừ cái này chân. Nè. Dấu chân người nè. Trời ơi trời. Đi mà nó guồng bẫy mình cái nó chắc chết quá. Luồng này nói chung là mình lỗ nặng luôn các bạn. Chưa có được cái gì hết trơn. Chuyến đầu tiên thăm được 3 con hổ ngựa. Chuyến sau thì được một con hành, một con hèo với được một con ngựa. Rồi chuyến gầu thì chuột chết lạng đã luôn. Đem theo 10 con chuột. Mà 15 con chứ. Đem theo 15 con chuột. Mà 7 thì chết hết 10 con này. Còn dính được có 3 con hổ ngựa. 7 thì mắc bao la luôn. Kiểu này thì mau giàu lắm bạn. 7 này thua rồi. Dính được con hổ ngựa tới giờ luôn. 7 chà bá lửa. Cuốn cái 7 này luôn bạn ơi. Rồi tới cái 7 tiếp theo nha các bạn. Chỗ này có hai cái mà dính được con hổ ngựa. Chọn nhiêu chuột chết không? Cái bẫy này còn bạn ơi. Bẫy này cũng bẫy lớn nữa nha. Nhẹ hiều. Chuột còn không đây? Có mùi thấm thấm. Thiệt tình chuột chết bạn ơi, gã xác hết trơn rồi. Cuốn luôn cái bẫy này luôn. Cái bẫy này là chiến gọi là dính được con hổ ngựa nữa bạn. Con hổ ngựa cũng khá. Rồi. Bốc hơi luôn. Bốc hơi cái bẫy nữa bạn ơi. Ba cái hả trời. Chết rồi đó. Thăm 5 cái rồi mà mất hết 3 cái rồi. Còn có 2 cái à. Cái này mất, cái thằng đó mất luôn quá. Cái này nó đi lục bẫy mình rồi bạn ơi. Chiếc này chắc rút hết luôn quá trời. Kiểu này hoài mau giàu lắm. Trời ơi. Gì đâu mà ăn cắp khủng khiếp thì trời. Lấy luôn cho rồi đi. Đừng đem về cho nó nhẹ chút. Rồi xong sao bông nữa rồi. Trời. Mất tiền rồi bạn ơi. Chết rồi đó. Trời trời trời. Bỏ tay luôn chứ. 6 cái mất 4 cái. Trời ơi trời. Thứ gì đâu không. Chết rồi. Có ai chịu nổi không. Chứ tôi là giờ rồi thấy tôi chóng mặt rồi đó. 6 cái mất 4 cái rồi. Nhưng mà nó có nội đây. Làm gãy vòng vòng đây chứ đâu. Ăn cắp nó guồn vòng hết trơn. Thôi bên hai là mình cuốn hết luôn bạn ơi. Cuốn hết trơn luôn. Ghen không nổi cũng cuốn nữa. Kiểu này hoài sao chịu nổi. Trời trời vô động rồi. Cái này cái thứ 7 nha bạn ơi. Trời trời mắc kiểu này hoài chắc chết quá. Nặng quá bạn ơi, con gì đây, hành đi. Cho nó lấy lại vốn thôi. Trời ơi, trời em ngựa vàng khè luôn bạn ơi. Em ngựa. Ngựa này cũng khá à nghe. Khá to, con này khoảng 6-7 lạng bạn. Rồi. 7 cái. Cái thứ 7 nha. Mất 4 cái, còn 3 cái. Thử coi cái luồng này coi mất được bao nhiêu cái.
đồng nghiệp nào mà chịu cho nổi cái thứ này, mắc kiểu này hoài, bỏ nghề luôn, chết luôn. 20 cái, giờ không biết còn được nhiêu cái đây nữa. Chậm vô hết mấy cái thêm nữa đó các bạn, không phải không chậm đâu, mất chậm, mất chậm, chậm cho đã đời luôn mà. Cái này còn bạn ơi, thấy còn nguyên nè. Nhiều. Dạ. Chuột còn bạn ơi. Chỗ này mình sợ rồi, hết dám đặt nữa. Cho dù có dính hổ hành, ký gửi gì của mình cũng cuốn các bạn. Thứ này sao chịu nổi. Của nào mà cho chịu với mình nổi mấy má. Nó không bẫy tặc này. Chán gì đâu. Gặp hai quy hay quyến chửi cho nghe. Quy cũng dữ lắm bạn, chứ phải giống như mình hiền đâu. Quy cũng chửi phần hơn tắt nước. Ôi, cái cầu này gãy các bạn ơi. Mình đi cái cầu bên đây. Tới cái bẫy mình quay tiếp cho bạn xem nha. Tới cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Lấy hoài. Lấy đâu rồi? Ủa cái bẫy đâu rồi ta? Ủa cái bẫy đâu rồi ta? Quên rồi. Quên rồi bạn ơi. Quên chỗ rồi. Hình như chỗ nào ta? Chỗ nào ta? À đây. Chỗ này. Chuột chết. Chuột chết rồi. Đó, các bạn tiếp theo bạn ơi. Lòng rác loài gom hết chưa. Nặng rồi bạn ơi. Nặng cái gì vậy? Nặng là cây đè. Ồ em hành bạn ơi. Được em hành. Em hành này cũng đỏ nha. 3 lần rưỡi nha bạn. Con này khoảng 4 lạng bạn ơi. Rồi thôi mình tạm dừng nha. Đây cái nha bạn. Trúng lỏng bạn ơi. Đường con hèo con. Hèo mini bạn. Hèo này tầm khoảng 4 lạng 5 lạng rồi bạn ơi. Hèo. Khu này hèo nhiều lắm, nhưng mà cái hèo nhỏ không bạn. Đấy lục thục. Mắc bẫy quá bao nhiêu mình không dám để bạn ơi. Khu này thì nói chung gắn cũng không đến tệ đâu. Cũng đỡ. Rồi, đây con cá nữa bạn ơi. Cái này chết chuột không? Từ đặt tới giờ chưa dính con nào. Biết còn bẫy không đây? Biết rồi giờ ám ảnh luôn bạn. Còn bẫy không đây? Nhẹ. Chuột còn bạn ơi. Hết lúa. Ăn lúa dữ quá. Cái này chỉ ngồi dính con không ngựa đẻ trong lọt luôn nữa bạn. Cái hố, cái hốc cây. Nghe hiểu bạn ơi. Đường con hổ ngựa một duy nhất, chuột còn luôn. Thì mình cũng cuốn hết cái lùm bẫy 22 cái các bạn. Tại vì mình đặt đầu tiên là 20 cái, mình bổ sung thêm 2 cái nữa mỗi lần đi thăm bẫy các bạn. Làm bẫy phụ á, xong cái cuối bẫy mình đặt vô luôn. Chính được con ngựa. Hai con hành, đây con hành với đây con hành. Còn đây là con hổ hèo mini các bạn. Hổ hèo này nhỏ hơn con hổ ngựa này nữa. Còn cây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 là 12
12 mà 22 cái mắc 10 cái. 10 cái luôn. Bữa nay không mắc 6 cái đó bạn. Ghê hồn chưa? 22 cái mắc 10 cái, thăm 4 chuyến nữa bạn. Không còn gì phải nói luôn. Trời trời. Kiểu này làm bẫy sao kịp cho mấy anh bẫy tặc anh lấy ta. Có anh em nào còn bẫy còn gì không cho mình xin vài cái các bạn. Để mình đặt thêm vô đây để cho mấy anh bẫy tặc người ta lấy chứ giờ hết bẫy rồi có bẫy nó đâu nữa để cho mấy anh bẫy tặc anh lấy. Lấy kiểu này hoài là mới mốt mình nghỉ đặt luôn bạn ơi. Còn bẫy gì nữa đâu nó đặt. Quá trời quá đất rồi. Có con ngựa này bự bạn. Con ngựa này 7-8 lạng. 4 con này chắc đủ làm 7 bữa nay. 6 cái 7. Thua. Con nhì luôn bạn, hành hai con hành này hành nhì không các bạn. Con này 3 lạng, con này 4 lạng bạn ơi. Còn con hèo này 5 lạng. Con ngựa này 7 lạng. Rồi. Mình cũng để mình bắt cắn nha các bạn nha. Thì chào tạm biệt các bạn nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. Chúc mấy anh đồng nghiệp mình đặt bẫy cẩn thận nha. Để thêm anh mới tạ anh lụm hết các bạn ơi. Bye bye.